chào anh chị đã trở lại với kênh cô Bảo. Phía bên cạnh cô Bảo đây là mẫu xe Hyundai Rally 10 phiên bản sedan, phiên bản số tự động. Hiện tại đại lý Hyundai Đồng Tháp của Bảo đang còn một xe viên sản xuất 2022 phiên bản số tự động màu đỏ. Thì hiện tại giá của mẫu xe này hiện tại là 455 triệu, đang được ưu đãi cho anh chị tiền mặt lên đến là 35 triệu đồng. Ngoài ra là sẽ hỗ trợ tặng anh chị thêm những cái gói phụ kiện bao gồm có những cái món như sau, giống như phim cách nhiệt 3M, cam hành trình, thảm lót sàn, tinh dầu treo, thẻ VIP Hyundai, và rất nhiều món phụ kiện khác đi kèm như là áo chùm xe, bao tay lái, thảm lót chân, đồ đều được trang bị cho anh chị ha. Ngoài ra thì tổng chi phí lăn bánh, nếu anh chị nào chúng ta mua tiền mặt thì tổng chi phí lăn bánh anh chị cần bỏ ra là 472 triệu đồng. Còn đối với anh chị nào chúng ta dự định mua qua xe qua ngân hàng thì số tiền trả trước mà anh chị cần chuẩn bị để sở hữu mẫu xe này chỉ khoảng tầm khoảng là 92 triệu là chúng ta sẽ sở hữu mẫu xe Hyundai Rally 10 phiên bản sedan với số tự động này rồi. Ngoài ra những anh chị nào chúng ta đang vấn đề là sợ ngân hàng khó duyệt hay là không chứng minh thu nhập, anh chị có thể yên tâm, chúng ta sẽ vẫn có ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị, mọi chỉ cần một trong hai người vợ chồng không nợ xấu chúng ta có thể vay được rồi. Thứ hai nữa là những anh chị nào không chứng minh thu nhập vẫn có thể làm được ha, anh chị yên tâm về vấn đề đó, hãy cứ liên hệ Bảo, Bảo sẽ hỗ trợ và tư vấn chi tiết cho anh chị để chúng ta biết những thông tin cách chính xác nhất và để sở hữu cái mẫu xe này. Rồi phần 2 tiếp theo là Bảo sẽ cùng anh chị xem là mẫu xe Hyundai Rally 10 sedan này chúng ta sẽ được trang bị những gì, như thế nào về bên trong bên ngoài, về nội thất và tiện nghi sẽ ra sao. Bên ngoài mẫu xe chúng ta sẽ được trang bị những gì, như thế nào và thiết kế sẽ ra sao ha. Thì đầu tiên xe chúng ta sẽ được trang bị động cơ, sẽ là động cơ 1.2 với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình mà anh chị đi được tính theo cái nhà sản xuất, họ tính sẽ là 6 lít trên 100 cây ha anh chị. Rồi về phần thiết kế phần đầu xe thì ở phần đèn chúng ta sẽ được trang bị hệ thống đèn, sẽ là đèn dạng bóng halogen ha anh chị, bình thường. Phía trước đây, dưới đây sẽ là đèn gầm. Rồi về phần mâm xe anh chị sẽ có trang bị bộ mâm xe, sẽ là mâm la răng hợp kim phay xước ha. Ngoài ra xe vẫn được trang bị những cái tính năng đầy đủ hết an toàn cho chị, đó chính là cái hỗ trợ cảm biến áp suất lốp vẫn có được trang bị trên mẫu xe Hyundai Rally 10 ha. Ngoài ra thì mẫu xe sẽ được trang bị cái vị trí đèn xi nhan tích hợp trên gương, rất an toàn cho anh chị, chúng ta để trái và phải đảm bảo cái sự di chuyển an toàn khi chúng ta di chuyển trên đường. Ngoài ra xe thì ở phía bên ngoài thì tất cả các vị trí tay nắm cửa sẽ được trang bị tay nắm cửa là mạ chrome, có tích hợp thêm nút bấm thông minh trên tay nắm cửa. Rồi tiếp theo là anh chị cùng Bảo vào vị trí bên trong thì chúng ta sẽ xem là cái vị trí hàng ghế thứ hai thì anh chị cảm có rộng rãi hay không. Bảo sẽ ngồi vào vị trí hàng ghế thứ hai để cho anh chị mình chúng ta cùng cảm nhận xem là ở hàng ghế thứ hai thì mẫu xe này có rộng rãi hay không ha. Đây là khi Bảo đã ngồi vào vị trí hàng ghế thứ hai thì khi tuy là Bảo một người lớn con, trung nặng trung bình hiện tại là Bảo là 96kg và chiều cao là 1m75, nhưng khi Bảo ngồi vào thì cảm giác cũng rất là rộng rãi, phần đầu của Bảo không có bị đụng tới chặn ha anh chị, cho nên là anh chị yên tâm về vấn đề mà độ rộng rãi đi gia đình của mẫu xe này rất là ok. Ngoài ra là xe có trang bị hàng cửa gió, hàng ghế sau đầy đủ ha, có cổng sạc USB cho mình. Ở phía phần phía sau xe thì xe sẽ trang bị dạng đèn LED trải dài ở hai phía phần đèn hậu phía sau, giúp cho cái mẫu xe cảm giác sẽ nổi bật hơn khi anh chị chúng ta đi vào buổi tối ha. Tiếp theo anh chị chúng ta sẽ vào vị trí khoang lái, anh chị sẽ cảm nhận về mẫu xe này như thế nào. Anh chị mua, chúng ta mua ở phiên bản số tự động này cho nên là chúng ta là bản cũng gọi là bản cao nhất của dòng i10 rồi, thì hiện tại bản này á thì nếu anh chị trang bị đầy đủ hết các tính năng an toàn như là số túi khí, chúng ta sẽ được trang bị là 2 túi khí và có camera lùi, cảm biến lùi, cảm biến sức lốp. Ngoài ra những tính năng an toàn đi theo xe như là chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ phòng tránh phanh khẩn cấp PA anh chị. Ngoài ra thì xe sẽ hỗ trợ thêm các tính năng cơ bản khác như là điều chỉnh mặt gương, chỉnh gương bằng điện hết ha anh chị. Ngoài ra thì xe sẽ hỗ trợ thêm những cái tính năng màn hình trên màn hình giải trí, có tích hợp thêm bản đồ miễn phí. Ngoài ra là trên bản đồ này có hỗ trợ cảnh báo tốc độ cho người sử dụng luôn.
Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của Bảo về giá và khuyến mãi chương trình trong tháng 3 này của mẫu xe Hyundai Rally 10. Nếu thấy video này hay thì anh chị đăng ký kênh và ủng hộ giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo về những dòng xe của Hyundai.